Cách đây hơn 150 năm, thực dân Pháp đô hộ côn đảo. Và kể từ đó, nơi đây trở thành địa ngục trần gian. Nhưng giờ đây, côn đảo là thiên đường hạ giới. Hãy đến ốc đảo giữa đại dương này và khám phá thêm một nét đặc sắc khác của Việt Nam nhé. Điểm tham quan mang tính lịch sử tại đây phải nói đến nhà tù Côn Đảo. Nhà tù Côn Đảo được biết đến như một địa ngục trần gian, nơi ghi dấu bước chân lưu đày của các chiến sĩ cách mạng yêu nước, cũng là trường đào tạo bản lĩnh chính trị và lòng trung kiên bất khuất trước roi vọt và tra tấn dã man phi nhân tính của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong chiến tranh. Nhà tù Côn Đảo đã trở thành một địa điểm du lịch không chỉ dành riêng cho người Việt mà còn thu hút rất nhiều du khách quốc tế. Côn Đảo là nơi để ta chiêm nghiệm lịch sử và thấu hiểu những khổ đau mà các thế hệ cha ông đã trải qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ lịch sử để hòa bình có thể nhân rộng trên trái đất. Đây là chị Võ Thị Sáu. Chị là một vị anh hùng dân tộc của Việt Nam. Chị đã chiến đấu không mệt mỏi trong thời kỳ Pháp thuộc để bảo vệ tổ quốc của mình. Chị bị bắt khi mới 17 tuổi. Sau đó, khi được 19, chị đã bị đưa vào nhà tù Côn Đảo và trở thành nữ tù đầu tiên. Đau buồn thay, đó là đêm cuối cùng của đời chị. Sáng hôm sau, khi sắp bị xử bắn, chị đã ra một lời yêu cầu. Đó là được cởi khăn bịt mắt để chị có thể nhìn ngắm Việt Nam xinh đẹp của mình trong giây phút cuối đời. Chị thực sự là một nữ anh hùng. Ngoài những giá trị lịch sử, Côn Đảo là một địa điểm được xem là bí ẩn trên thế giới vì vẻ đẹp tiềm ẩn vốn có của nó. Côn Đảo có khoảng 350 chủng loại san hô. Vì sự đa dạng đó, đây được xem là rừng nhiệt đới dưới lòng biển. Bên dưới là cả một cầu vồng đầy màu sắc và hình dáng. Không chỉ san hô đâu, dưới đó còn có rất nhiều cá nữa. Có vẻ công sức bảo tồn của họ đã được đền đáp xứng đáng. Vậy nên nếu bạn đến đây, nhớ phải đi lặn nhé. Dù là với ống thở hay bình dưỡng khí, thì bạn cũng sẽ được tận hưởng những khung cảnh tuyệt đẹp. Hòn Bảy Cảnh sở hữu một trong những khu rừng ngập mặn tự nhiên ở Việt Nam. Cánh rừng này mọc trên nền đá, được trộn lẫn với cát và san hô chết. Những khu rừng ngập mặn có vai trò quan trọng vì
vì chúng có thể sinh trưởng ở những nơi các loại cây khác không thể sống nổi và giúp ngăn sóng biển làm xói mòn đất. Tại Côn Đảo, hoạt động luôn diễn ra và không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm, thì hãy đến Hòn Bảy Cành. Vì khi mặt trời lặn, thì buổi tiệc mới chính thức bắt đầu với sự tham gia của các sinh vật từ biển. Những bãi biển này là nơi loài rùa biển bò lên để lại những quả trứng quý giá và cũng là cảnh tượng không thể bỏ qua. Con rùa biển tuyệt đẹp này vừa đẻ khoảng 100 trứng. Rùa biển ấp trứng trong cát từ 50 đến 60 ngày. Trong thời gian đó, nhiệt độ rất quan trọng vì nếu nhiệt độ của cát tăng lên đến khoảng 28 độ C thì khả năng sinh ra con cái sẽ càng cao. Và khi vấn đề nóng lên toàn cầu đang trên đà tăng cao, nhiệt độ cũng ngày càng tăng, thì đa số các quả trứng sẽ nở ra con cái và khả năng tuyệt chủng của loài rùa càng tồi tệ hơn nữa. Các bạn thử nghĩ mà xem, sự nóng lên toàn cầu không còn là vấn đề của riêng chúng ta nữa. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh chúng ta. Rùa mẹ sẽ quay trở lại biển sau khi đẻ trứng. Nó sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng trong số những quả trứng mà rùa mẹ này để lại, chỉ một trong 1.000 quả sau khi nở còn có thể tiếp tục sống sót. Vậy chúng ta hãy cùng chung tay và làm hết khả năng để tạo cơ hội bảo vệ loài rùa biển không bị tuyệt chủng nhé. Chúng tôi vừa thu hoạch những quả trứng mà rùa mẹ để lại. Các nhân viên kiểm lâm tại đây cũng hỗ trợ bảo vệ trứng rùa biển, vì nếu không, chúng có thể sẽ bị hỏng. Trước khi rùa con nở ra, thì sóng biển sẽ dâng cao và nước sẽ làm hỏng trứng rùa, hoặc những con rùa khác sẽ bò lên bờ và đẻ trứng chồng lên đó mà không hề hay biết. Do đó, họ đem những quả trứng này đi ấp cho đến khi chúng nở thành những con rùa non bé nhỏ rồi mới đưa chúng ra biển. Những gì chúng ta có thể làm là bảo vệ môi trường và tuyệt đối không mua bán trứng rùa nhé. Chúng ta có thể trải nghiệm những gì? Được thu hoạch những quả trứng mà rùa mẹ để lại mới thật tuyệt vời làm sao. Chúng ta đã đến ngôi nhà mới của chúng rồi. Bây giờ thì tìm hiểu cách họ ấp trứng nhé. Sau khi nhẹ tay đặt trứng xuống hố, họ sẽ dựng bảng ngày sinh lên trên cát. Khi trứng bắt đầu nở, cũng phải vài ngày rùa con mới bò ra được khỏi hang, nên chúng sẽ được quay bên trong đây và chờ cho đến khi cả gia đình đông đủ. Sau đó, để đảm bảo chúng có cơ hội sống sót tốt nhất, vì chỉ có 1 trong 1.000, nên sẽ đợi khi biển êm mới đưa chúng ra biển và để chúng bắt đầu cuộc sống giữa biển cả mênh mông. Công việc này mới tuyệt vời làm sao. Thật đáng tiếc, không nhiều trong số rùa được đẻ ra sống đến tuổi trưởng thành. Những con sống đến độ tuổi đó sẽ trở lại những bãi biển cũ và đẻ trứng 30 năm sau. Những con rùa không sống đến độ tuổi đó cũng do tác động của con người. Vì vậy, hãy cùng chung tay và giữ cho hòn đảo luôn xanh sạch.
chúng ta cùng nghĩ đến việc lớn và bắt đầu làm từ việc nhỏ nhé. Hãy nhìn xem những hình thù đầy nghệ thuật được tạo nên từ rễ của gốc cây vĩ đại này. Gốc cây này là chứng nhân lịch sử trong thế kỷ qua. Và giờ đây, nó sẽ chứng kiến một sự kiện lịch sử khác. Tôi nấu cho bạn món đậu hũ non, nướng cùng nấm tràm đặc sản. Giờ bắt tay vào nấu thôi. Chúng ta sẽ nấu món đậu hũ non, nướng cùng nấm tràm. Bếp đã cháy, đã đến lúc nấu rồi. Nguyên liệu đầu tiên là sa tế, đôi muỗng mật ong, nêm cho mặn mặn cay cay. Giờ thì tới phần ướp cho thơm. Bắt đầu với tỏi bằm, đôi sả bằm, thêm vài củ hành tím, cũng bằm nốt. Và cuối cùng thêm một ít ớt bằm nhé. Cay cay chút thì sẽ ngon mà. Giờ trộn lên một lượt. Chúng ta sẽ ướp nhanh thôi, nhưng trước khi ướp, để tôi nếm cái đã. Ôi chao, đầy hương vị, vậy là được rồi. Giờ cho nguyên liệu chính vào. Đậu hũ non cho vào trong nước ướp. Một ít nấm. Chúng ta sử dụng các nguyên liệu này với tỷ lệ 1:1. Tôi sẽ xiên 5 cái nấm, 5 miếng đậu, tùy ý thích của mỗi người thôi. Nấm đông cô cũng vậy. Chúng ta còn có hành tây và thơm nữa. Tôi thích cho hành vào vì như thế món ăn sẽ ngọt hơn. Nhưng về phần thơm, đừng nhé. Bạn nên để nó bên ngoài, rồi trộn đều trong tô, nhẹ nhàng thôi. Cẩn thận đừng để nát đậu hũ, nhưng chúng ta cũng phải áo nước sốt ngon lành này cho thật đều. Giờ thì lấy xiên ra, vì đó là bước tiếp theo. Lấy một xiên tre bình thường thôi. Tôi sẽ bắt đầu với đậu hũ, nấm đông cô, sau đó chúng ta xiên vào một miếng thơm và một cái nấm tràm đặc sản. Sau nấm, tiếp theo chúng ta sẽ xiên một miếng hành vào. Tôi thích để hành sau cùng để nó chín vào ngả màu nâu. Xong, chỉ thế thôi. Xiên đã được thấm ướp gia vị và sẵn sàng để nướng. Bếp nóng rồi. Tôi đã lấy một nhánh sả và đập dập một chút. Nhúng nó vào mỡ hành. Nhớ nha. Nấm đã chín rồi, thơm thì ăn sống được. Và đậu hũ tất nhiên cũng ăn luôn được rồi, nên không cần phải nấu lâu đâu. Bạn chỉ cần nướng cho nóng lên, xông chút mùi khói và chỉ thế thôi. Sau vài phút, xiên nướng của chúng ta đã nóng lên và có đôi chỗ đã ngả nâu. Và bước cuối cùng, cái kết hoành tráng là một trái cà chua nhỏ. Và vậy là xong. Đậu hũ nướng với nấm tràm đặc sản, ngon thiệt á. Có vẻ là chương tiếp theo trong lịch sử ẩm thực của tôi đã được gốc cây này ghi lại. Cây bàng mọc lên từ những trái này đây. Bàng mọc khắp nơi trên đảo. Và những trái bàng rơi vãi ở đây là do dơi ăn hoặc gió thổi. Dân địa phương thu nhặt chúng rồi mang phơi khô trước khi xử lý trái để lấy hạt cho chúng ta ăn. Đây là chị Năm. Chị đã rất tốt bụng mời tôi vào bếp. Nào, cùng xem chị làm thế nào nhé. Chị lấy từng trái bàng đã được phơi khô, bổ đôi và rút hạt ra. Vậy là với mỗi trái bàng, bạn chỉ lấy được một hạt bàng. Với 100 ký trái, bạn chỉ lấy được 2 ký sản phẩm ăn được. Người ta bán hạt bàng với giá khoảng 17 đô la một kg. Tương đối đắt, đúng không nào? Nhưng nếu xét kỹ lại, với bao nhiêu công sức đổ ra để tách hạt và với hương vị ngon lành như thế này, thì giá đó vô cùng hợp lý. Ok, sure.
Chà, tôi làm nát quả bàn này rồi. Lần trước có vẻ khá hơn. Well, they're so easy to eat one by one, but certainly more difficult to open them. À, nó đây rồi. Xem nè, vẫn còn cách để thêm hương vị cho món ăn này. Đầu tiên chị ấy rang phần hạt bàn, sau đó chị bỏ gừng, đường và nước vào đây. Muối bắt đầu kết tụ lại. Xem nào, chị ấy đang bỏ bớt một số muối thừa. Chị ấy lấy một cái chảo khác để bỏ hết chỗ muối thừa. Các bạn có thể thấy những lát gừng đã săn lại, chứng tỏ tất cả nước ở bên trong nó đã được tiết ra và hòa vào trong phần nước đường này. Chắc sẽ ngon lắm đây. Chị ấy nấu cho đến khi nước đường đặc kẹo lại. Đổ hạt bàn vào, trộn đều lên. Quick toss. The scent of ginger. Mùi gừng tỏa ra thơm lừng cả căn bếp. So what she did, she shut off. Sau đó chị ấy tắt lửa nhưng vẫn tiếp tục trộn đều. Điều này sẽ giúp cho đường kết tinh lại và tạo thành lớp vỏ bọc xung quanh phần hạt bàn của chúng ta. Tiếp tục trộn trong vài phút nữa để đảm bảo các hạt đạt được độ khô, phủ đều đường và sẵn sàng để ăn khi nguội. Giờ thì chúng ta có thể ăn được rồi. Tôi không thể đợi được nữa. Nó vẫn còn hơi ấm một chút. Ngon quá. Mùi cay nồng của gừng kết hợp với vị hạt bàn thật là tuyệt vời. Chúng ta đã được chứng kiến quá trình chế biến quả bàng thành những hạt bàng ngon tuyệt, một đặc sản của Côn Đảo. Và giờ đây, tôi có vinh dự được nấu ăn bên dưới hai cây bàng cổ thụ, một di sản văn hóa của Việt Nam, với một món ăn đặc biệt dành cho bạn. Hạt bàng ăn với cá trắm chiên và sốt đường thốt nốt. Đầu tiên, tôi sẽ chiên sơ một ít lá chanh. Bạn nghe thấy âm thanh đó không? Cẩn thận đó nha. Chúng ta chiên tới khi chảo không còn phát ra tiếng xèo xèo nữa là được. Tôi muốn mọi thứ sẵn sàng. Tiếp theo là hạt bàng. Thêm chút cơm dừa được sắc thành sợi và rang khô bằng chảo. Chúng ta có ớt và tất nhiên là cá nữa. Hòn đảo này có vô số loại cá ngon nên giờ tôi sẽ bắt đầu chiên cá. Tôi đã làm sạch cá và giờ ta sẽ khứa vài đường nhỏ. Lý do thứ nhất là cá sẽ trông đẹp hơn. Và thứ hai, điều này sẽ giúp phần thịt tiếp xúc với dầu nhiều hơn và khiến cá giòn hơn khi chiên. Dầu càng sôi thì cá càng nhanh chín và giòn rụm. Các bạn nhớ lùi ra xa một chút và cho cá vào nhẹ nhàng thôi. Con này cũng thế. Được rồi. Trong lúc chờ đợi cá chuyển sang màu vàng nâu, chúng ta sẽ chuẩn bị món sốt đường thốt nốt. Đầu tiên là hành tím, rồi đến gừng, nghiền gừng ra thật mịn. Được rồi, cá đã chín vàng. Đôi khi chiên, bạn chỉ cần cá chín hơi vàng một chút thôi, nhưng lần này tôi muốn chúng phải giòn rụm từ trong ra ngoài. Nhẹ nhàng lấy chúng ra nào. Đừng làm gãy chúng hay dây đầu vào người. Đặt chúng ở đây, ngay trên giấy. Tương tự, lấy cá ra để cho ráo dầu. Nhìn xem, cá chín vàng và giòn, thật tuyệt vời. Giờ chúng ta sẽ nấu phần sốt. Bắt đầu với gừng giã, hành tím thái mỏng, rồi đến tiêu đen. Được rồi, gần xong rồi. Thơm quá. Phần viền đã hơi vàng rồi. Hãy chuyển sang các nguyên liệu khác. Một chút nước mắm, nước dừa, siro đường thốt nốt. Được rồi, trộn nó lên. Sắp xong rồi nhé. Chúng ta thấy rất nhiều bọt bong bóng dày nổi lên. Vắt chút nước chanh để thêm phần hương vị. Được rồi,
tắt lửa. Make sure you get some of the shallots in there, lots of the black pepper, and the bong seeds. Of course, that's what it's about. Okay, there we have it. Đây rồi món cá chấm chiên giòn với bàn rang kèm sốt hạt bàng hấp dẫn và ngon lành. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức thành quả sáng tạo của mình bên bờ biển. Chúng ta ăn bằng đũa cũng được vì nó rất tiện lợi. Nhìn tôi gấp hạt bàng đây này. Ngon tuyệt. Nhưng tôi nói thật nha, những món ăn dân dã như thế này ăn bằng tay vẫn là ngon nhất. Giòn rụm đến tận xương. Chấm cá vào lớp nước sốt hấp dẫn này, thật là một trải nghiệm khó quên. Tôi có cơ hội giúp đỡ chế biến và rang hạt bàng, sau đó tận dụng chúng để nấu ăn. Đây đúng là một hương vị độc đáo của Việt Nam. Tôi đang đứng giữa một cánh rừng nguyên sinh thuộc vườn quốc gia Côn Đảo. Sự biệt lập của hòn đảo này đã tạo ra môi trường thuận lợi, giúp nhiều loài động thực vật sinh trưởng và phát triển đa dạng. Hãy cùng tôi khám phá những điều thú vị khác trên hòn đảo xinh đẹp này nào. Lần đến Côn Đảo cho chương trình khám phá Việt Nam ngày hôm nay đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu. Hiếm có cơ hội được quan sát rùa biển, một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tôi chợt nhận ra những quyết định hàng ngày của mình có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều loài vật khác như thế nào. Không chỉ mua những món hàng mình biết, các bạn cũng phải chú ý tìm hiểu thứ mình đang mua. Các bạn hãy cùng tôi chọn lựa những quyết định sáng suốt để tạo ra những tác động tích cực với cuộc sống quanh ta. Hà Tiên, vùng đất có bản sắc văn hóa đặc thù và đa dạng, được hình thành cách đây hơn 300 năm gắn liền với tên tuổi dòng họ Mạc. Nhiều danh lam thắng cảnh đã đi vào thơ ca và lịch sử. Nguồn thủy hải sản tươi ngon và phong phú, những món ăn dân dã nhưng vô cùng mới lạ. Tất cả chỉ có trong tập phim Hà Tiên, nét duyên ẩn mình trong chương trình Khám phá Việt Nam cùng Robert Denhai, được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 26 tháng 12 năm 2014 trên kênh HTV7.